Xin kính chào quý vị và các bạn. Và bây giờ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc. Công tác lập pháp, giám sát tối cao và xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước sẽ được tập trung trong kỳ họp này. Tôn trọng luật pháp quốc tế là cơ sở quan trọng để quản lý tốt an ninh khu vực. Đây là quan điểm được Việt Nam trình bày tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9. Lô sữa đầu tiên chuẩn bị được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng đáp ứng các điều kiện khắt khe nhất về sữa. Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 10, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ viếng có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Tất cả đã bày tỏ lòng thanh kính trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao vĩ đại của người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong sáng cùng ngày, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết tại kỳ họp này, cùng với việc tập trung phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, Quốc hội cũng sẽ dành nhiều thời gian cho công tác giám sát tối cao, xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 12 dự án luật, bộ luật, 4 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật khác, đặc biệt trong đó là dự án bộ luật lao động sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về công tác đối ngoại năm 2019, trong đó có tình hình Biển Đông, xem xét phê chuẩn các hiệp ước, nghị định thư về phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia và thực hiện công tác giám sát. Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018, xem xét các báo cáo, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8 và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7. Các báo cáo công tác của Chánh án, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm 2019. Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, công tác nhân sự và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Tại kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, góp phần vào thành công của kỳ họp. Báo cáo trước Quốc hội và quốc dân đồng bào về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm nay và kế hoạch năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những kết quả quan trọng toàn diện mà đất nước đạt được trong năm nay là rất ấn tượng, đồng thời là điểm sáng tạo tiền đề vững chắc bước vào năm 2020 và phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của cả nhiệm kỳ này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thực hiện kết luận của Trung ương và các nghị quyết của Quốc hội với phương châm kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá và hiệu quả, nên trong điều kiện tác động ảnh hưởng từ bên ngoài rất lớn và ngày càng gia tăng, nhưng chính phủ vẫn kiên định mục tiêu đề ra để cùng cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức. Nhờ đó, kết quả đạt được là rất quan trọng, toàn diện và rất ấn tượng. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước đạt trên 6,8%, chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 3%, dự trữ ngoại hối đạt 73 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, hệ số tín nhiệm quốc gia được nâng hạng từ BB- lên BB, còn tổng thu ngân sách nhà nước vượt 3,3%, nợ công giảm còn 56,1% GDP, tức là giảm được khoảng 8,5% so với năm 2016, còn tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn khoảng trên dưới 4%.
chúng ta đã triển khai quyết liệt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, kiện toàn hệ thống chính trị và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều sai phạm, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Tình hình Biển Đông gần đây diễn biến phức tạp, trong đó có việc vi phạm nghiêm trọng các vùng biển của Việt Nam được xác định theo luật pháp quốc tế, trái với tuyên bố DOC và các thỏa thuận cấp cao. Đảng, nhà nước ta đã nhất quán chủ trương, những gì thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta không bao giờ nhân nhượng, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Chúng ta đã, đang và tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng nhiều biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và đấu tranh trên thực địa, đồng thời gìn giữ môi trường hòa bình và quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước. Chủ trương đúng đắn, lập trường chính nghĩa và các nỗ lực của Đảng, nhà nước ta đã nhận được sự đồng tình, chung sức của nhân dân cả nước và sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu đề ra, trong khi vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát tốt và các cân đối lớn của nền kinh tế được củng cố, mở rộng. Đời sống của nhân dân trên mọi miền đất nước đều chuyển biến rõ nét. Thế và lực của chúng ta không ngừng được củng cố, uy tín quốc tế được nâng lên. Về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội một số chỉ tiêu chủ yếu, đó là tổng sản phẩm trong nước tăng khoảng 6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân dưới 4%, còn tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3% và giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 đến 1,5%. Trong báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế xã hội trình bày tại phiên họp vào sáng ngày 21 tháng 10, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khẳng định cơ quan này cơ bản thống nhất với báo cáo của Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh năm 2019 là một năm đạt được những chuyển biến tích cực toàn diện trên nhiều lĩnh vực và tương đối đồng bộ các mục tiêu tổng quát mà Quốc hội đề ra. Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế đánh giá năm 2019 là năm mà kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện, tốc độ tăng GDP ước đạt 6,8%, nợ công so với GDP giảm, hệ số tín nhiệm quốc gia được cải thiện. Việt Nam được quốc tế đánh giá là nước cải thiện tốt nhất về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, để thấy rõ hơn những kết quả đạt được, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ phân tích rõ động lực chất lượng tăng trưởng để phát huy cho các năm tiếp sau, đánh giá thực trạng và tác động của khoa học công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế. Liên quan đến vấn đề môi trường, nhiều ý kiến trong Ủy ban Kinh tế lo ngại về sự cố cháy nổ, nhiễm bẩn nguồn nước sinh hoạt, nhưng chậm trễ trong công bố thông tin, chưa chủ động đánh giá và có biện pháp kịp thời để khắc phục. Nhiều ý kiến đề nghị phân tích rõ thực trạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Về nhiệm vụ giải pháp trong năm 2020, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ thực hiện quyết liệt việc cắt giảm thủ tục hành chính một cách thực chất, minh bạch và xử lý nghiêm sai phạm trong thực thi công vụ. Chính phủ cần rà soát, cơ cấu lại một số khoản chi bảo đảm hợp lý, cắt giảm những nhiệm vụ chi không cần thiết và không bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt tiền, xe công, giảm mạnh chi cho khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội. Những vấn đề lớn, dài hạn, cải thiện môi trường đầu tư. Đánh giá cao sự điều hành của Chính phủ qua những thành tựu kinh tế xã hội trong 9 tháng đầu năm. Đây cũng là ghi nhận của chúng tôi với các đại biểu Quốc hội tại hành lang kỳ họp sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội vào sáng ngày 21 tháng 10. Trong lúc tình hình kinh tế xã hội thế giới gặp những khó khăn và tất cả các nước, đặc biệt là Trung Quốc, thì cái ngân sách GDP giảm thì Việt Nam là vẫn giữ vững được và có cái định hướng về tăng trưởng. Và một cái điểm nữa là đối với cái vấn đề tự chủ, vấn đề thu hút đầu tư và đặc biệt là giải phóng tạo điều kiện cho doanh nghiệp để đóng góp cái ngân sách của mình là cái việc làm mà tôi cho rằng là rất là tốt đối với cái nền kinh tế của Việt Nam. Cái báo cáo này là một cái báo cáo rất cụ thể và đưa ra nhiều định hướng rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia trong năm 2020. Tôi ấn tượng nhất là cái con số mà 2 năm liền cái các chỉ tiêu chủ yếu là 12 chỉ tiêu chủ yếu chúng ta đạt và vượt liên tục. Rồi là tăng trưởng GDP là ở mức cao nhất trong những năm qua và cũng là mức tăng trưởng so với các nước ở trong khu vực cũng như trên thế giới ở mức rất là cao.
tôi ấn tượng nữa đó là cái gì? Dự trữ ngoại hối của Việt Nam chúng ta là tăng gấp đôi so với các năm trước, hiện nay là gần 60-70 là tỷ USD rồi. Cho rằng tôi nghĩ rằng đây là một cái mà những cái thành tựu về kinh tế xã hội của chúng ta cũng là một cái sự đánh giá rất cao về cái sự điều hành linh hoạt của chính phủ, mà đặc biệt là đi vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đồng thời với lại cái việc duy trì được tăng trưởng, duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô thì chất lượng tăng trưởng cũng được cải thiện. Đây biểu hiện rõ nhất là cái động lực tăng trưởng chính bây giờ đã và đang bắt đầu từ cái khu vực chế biến chế tạo và từ cái sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp nội địa, và đó là những cái dấu hiệu rất quan trọng cho cái sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Và đằng sau tất cả những con số đó là biểu hiện của cái niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với sự điều hành kinh tế của Đảng, Nhà nước và của Chính phủ. Điều quan trọng là chúng ta vừa tăng trưởng nhưng chúng ta cũng đảm bảo được ổn định kinh tế vĩ mô, và chúng ta đã kiểm soát lạm phát tốt trong 5 năm liên tiếp dưới 4%. Và điểm nổi bật là chúng ta đã kiểm soát được bộ chi, cho nên chúng ta kéo giảm được cái nợ công xuống tới mức là 56,1%, và tạo ra một cái dư địa để chúng ta có một cái nguồn vốn đầu tư trong cái tương lai để đảm bảo cái kinh tế Việt Nam chúng ta phát triển tốt hơn. Chúng ta đã giảm được cái tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới mức 5%. Năng lực cạnh tranh quốc gia chúng ta cũng tiếp tục được cải thiện trên toàn cầu. Chính phủ cũng đã tích cực giải quyết xử lý các kiến nghị của cử tri. Đây là khẳng định của trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7. Theo báo cáo, thời gian qua đã có hơn 2.000 kiến nghị liên quan đến công tác điều hành của chính phủ. Hơn 99% trong số đó đã được giải quyết. Trong đó, cử tri đánh giá cao chính phủ, thủ tướng và các phó thủ tướng đã triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Các nghị quyết của Quốc hội cũng được triển khai nghiêm túc, nhiều cam kết, lời hứa đã được thực hiện, tạo lòng tin cho người dân. Bên cạnh đó, cử tri cũng đánh giá cao hoạt động của Quốc hội đã có nhiều cải tiến, đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, nhất là việc lựa chọn các vấn đề nóng để tiến hành chất vấn. Qua đó, tạo sự lan tỏa tới hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, các địa phương. Báo cáo cũng cho biết, cử tri nhiều địa phương tiếp tục đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, các dự án trọng điểm quốc gia, để bảo đảm việc đầu tư được hiệu quả, tránh tăng chi ngân sách. Cử tri cũng kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, rà soát, thanh tra để bảo đảm chế độ đối với người có công. Báo cáo cũng cho biết, vụ gian lận thi cử năm 2018 tại Hòa Bình và Sơn La đã được xử lý nghiêm khắc, bảo đảm sức răn đe đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất về cả kỳ thi nói chung, nhưng thực tế vẫn chưa kiểm soát tốt tình hình diễn biến trong kỳ thi. Còn đối với kỳ thi năm 2019, cử tri đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Tuy nhiên, cử tri cũng mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, xử lý để bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật. Cũng theo báo cáo, công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri vẫn còn hạn chế. Văn bản trả lời của một số bộ ngành còn thiếu thông tin. Việc phối hợp giữa các bộ ngành để giải quyết kiến nghị của cử tri chưa chặt chẽ, chưa rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì giải quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Chính phủ giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế và gửi kết quả giải quyết tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước tháng 4 năm sau để kịp báo cáo cử tri trong kỳ họp tới. Đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin. Tôn trọng luật pháp quốc tế là cơ sở quan trọng để quản lý tốt an ninh khu vực. Đây là quan điểm được Việt Nam trình bày tại diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9. Hơn 70 mẫu thiết kế dựa trên chất liệu thổ cẩm của dân tộc Tà Ôi và tơ lụa Việt Nam đã chinh phục những khán giả am hiểu nghệ thuật và thời trang nước Nga. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Chiều ngày 20 tháng 10, sau khi dự lễ nhậm chức của Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Phó Tổng thống nước này Maruf Amin, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có cuộc hội kiến với hai vị lãnh đạo này. Tại cuộc hội kiến, hai bên đã bày tỏ hài lòng về sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia trong thời gian qua, nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.
phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ một năm. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt khi Việt Nam là chủ tịch ASEAN và hai nước cũng là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong năm 2020. Tại các cuộc gặp, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định ở Biển Đông đối với khu vực, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Indonesia tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam, phản đối các hành động vi phạm luật pháp quốc tế, thúc đẩy triển khai đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và đàm phán để đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả và thực chất. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 10 với chủ đề duy trì trật tự quốc tế và thúc đẩy hòa bình tại châu Á Thái Bình Dương, diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9 đã khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tham dự diễn đàn, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã có bài phát biểu thể hiện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề an ninh và phát triển mà thế giới, khu vực cùng quan tâm. Theo Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, môi trường chính trị và an ninh khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều thách thức và những rủi ro an ninh khu vực. Để quản lý tốt các rủi ro này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các quốc gia cần đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật và tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ quốc tế, cũng như trong giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng, phát huy trách nhiệm của các nước lớn, cũng như vai trò, hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương và đa phương trong xây dựng lòng tin và quản lý an ninh khu vực. Trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông hiện nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng nếu không được xử lý tốt sẽ tác động đến hòa bình, ổn định tại khu vực. Khẳng định Việt Nam ủng hộ và bảo vệ quyền tự do đi lại, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Đồng thời nhấn mạnh Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tại diễn đàn, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng khẳng định an ninh, ổn định của Trung Quốc và các nước ASEAN không thể tách rời nhau. Chính vì vậy, hai bên luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng, an ninh là trụ cột quan trọng. Có gần 1.500 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin ở Việt Nam. Đây là số liệu của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận trong quý 3 năm nay. Trong gần 1.500 cuộc tấn công mạng và các hệ thống thông tin, nhiều nhất vẫn là gần 1.200 cuộc tấn công lừa đảo. Ngoài ra là tấn công thay đổi giao diện, tấn công cài cắm mã độc. Tổng số các cuộc tấn công mạng trong quý 3 năm nay bằng với quý 2 năm 2018 giảm gần 40% so với cùng kỳ quý 3 năm ngoái. Có mức giảm này là do thời gian qua nhiều giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng đã được quyết liệt triển khai. Mục tiêu hướng tới là cải thiện xếp hạng về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam, tăng 20 bậc về chỉ số an toàn thông tin toàn cầu, đúng theo chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các giải pháp tổng thể để tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng, góp phần cải thiện hơn nữa chỉ số xếp hạng của Việt Nam trong báo cáo chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu. Thưa quý vị, tính đến 11 giờ sáng ngày 21 tháng 10 tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, vẫn còn ùn ứ tới 500 xe chở nông sản, chủ yếu là thanh long để chờ xuất khẩu. Trước đó, ngày 20 tháng 10, chỉ có 158 xe xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Hiện mỗi ngày có trên 100 xe chở thanh long xuất khẩu từ các tỉnh miền Nam xếp hàng lên cửa khẩu Tân Thanh. Từ ngày 12 tháng 10 đến nay, phía Trung Quốc vẫn tiến hành kiểm tra các xe chở hàng xuất khẩu, mất từ 5 đến 7 phút, làm ảnh hưởng đến thời gian thông quan. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp để tăng số lượng xe xuất khẩu nông sản, như chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của Trung Quốc, kéo dài thêm thời gian thông quan, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu, thông tin cho các tỉnh có hàng xuất khẩu, có phương án kế hoạch đưa hàng đi xuất khẩu. Nghị định thư về yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đã được ký kết vào tháng 4 vừa qua. Đây được coi là cơ sở pháp lý rất quan trọng tạo điều kiện cho sữa của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang thị trường rộng lớn 1,4 tỷ dân và giàu tiềm năng này. Đến nay, sau gần 6 tháng chuẩn bị các thủ tục, trong 5 doanh nghiệp được chọn thì đã có một doanh nghiệp được cấp cốt nhập khẩu theo nghị định thư. Lô sữa đầu tiên chuẩn bị được xuất khẩu chính ngạch cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng đáp ứng các điều kiện khắt khe nhất về sữa. Từ 2015, tập đoàn TH đã có kế hoạch đưa sản phẩm sữa vào thị trường Trung Quốc theo đường chính ngạch. Một nhà máy sản xuất cám tinh hiện đại đã được đầu tư. Toàn bộ nguyên liệu thức ăn có sẵn và nhập khẩu được kiểm soát. Chất lượng thức ăn cộng với chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao đã quyết định đến chất lượng lô sữa xuất khẩu. Có những cái việc mà chúng tôi cần phải điều chỉnh
đó, trong khẩu phần. Thì việc có nhà máy cán thức ăn vừa là kiểm soát được về mặt chất lượng, chủ động về mặt khối lượng, về nguồn cung cấp, thì chúng tôi hoàn toàn có thể ngay lập tức có thể thay đổi theo cái nhu cầu thực tế của trang trại đề ra. Chúng ta lại rất là thuận lợi về cái vận chuyển đường biển cũng như là đường bộ. Cho nên là nhưng mà tôi nghĩ quan trọng nó không phải là ở chỗ đó, đó chỉ là một cái lợi thế thôi, lợi thế so sánh thôi về mặt chi phí. Nhưng mà cái chính là cái chất lượng sản phẩm. Không phải đến khi chúng tôi có kế hoạch để xuất khẩu sữa sang Trung Quốc chúng tôi mới chuẩn bị cái này, mà ngay từ đầu khi mà bắt đầu tham gia vào cái ngành sữa thì chúng tôi đã đặt mình ở trong một cái vị trí là một người tiêu dùng khắt khe nhất. Lô sữa chính ngạch đầu tiên của Việt Nam sang Trung Quốc bao gồm các sản phẩm sữa tươi tiệt trùng nguyên chất và sữa tươi tiệt trùng bổ sung các hương liệu tự nhiên. Nó đã vượt qua những đánh giá khắt khe nhất của các bên. Lao bò, nhiệt hạt, đồng có móng. Thì trong nhiều năm qua chúng ta đã kiểm soát cái này rất tốt. Cục thú y đã xây dựng được cái vành đai an toàn thực phẩm. Và cái an toàn thực phẩm thì chính chúng ta làm được hai cái tiêu chí này để có thể truy xuất được nguồn gốc, đáp ứng được yêu cầu của thị trường Trung Quốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết 4 doanh nghiệp sữa còn lại của Việt Nam đang chờ phía Hải quan Trung Quốc cấp mã giao dịch để hoàn thiện thủ tục. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sữa lớn thứ 2 trên thế giới và hiện nguồn cung nội địa mới chỉ đáp ứng 75% nhu cầu. Tối ngày 20 tháng 10, áo dài, thổ cẩm và lụa Việt Nam đã được giới thiệu trong không gian đặc biệt cung điện của nữ hoàng Nga Ekaterina Đệ Nhị tại quần thể bảo tồn bảo tàng Tsaritsyno ở thủ đô Moscow. Đêm nghệ thuật với tên gọi là Phượng Hoàng Bí Ẩn đã mang đến cho khán giả nước Nga những câu chuyện văn hóa đầy màu sắc đến từ Việt Nam. Trong không gian lộng lẫy của cung điện lớn, những áo dài, váy lụa và thổ cẩm Việt Nam tỏa sáng trên nền nhạc được cất lên từ cây đàn dân tộc. Hơn 70 mẫu thiết kế đặc sắc dựa trên chất liệu thổ cẩm của dân tộc Tà Ôi và tơ lụa Việt Nam của nhà thiết kế Minh Hạnh đã chinh phục những khán giả am hiểu nghệ thuật và thời trang của nước Nga. Thật tuyệt vời vì chúng tôi nhìn thấy ở đây nét độc đáo của thủ công truyền thống kết hợp với sự sáng tạo mang hơi thở hiện đại trên chất liệu tơ lụa, thổ cẩm. Đây thực sự là sự kết hợp tài năng và sáng tạo. Tôi nghĩ rằng với một cái nền văn hóa lớn và với tất cả những cái di sản mà chúng ta thấy ở đây thì rõ ràng chúng ta sẽ rất là thiếu sót nếu không có một cái sự kết hợp trong lĩnh vực về văn hóa, bởi vì từ lĩnh vực về văn hóa chúng ta có thể có được rất nhiều những cái giá trị khác, những cái giao diện khác. Lần đầu tiên tại triển lãm thổ cẩm và lụa Việt Nam, có mặt cả nghệ nhân người dân tộc Tà Ôi. Nhiều người Nga ngạc nhiên đến thích thú khi tận mắt nhìn thấy đôi tay khéo léo của nghệ nhân và được chạm vào cả những con tằm, tổ kén. Đây chắc chắn sẽ là những bài học rất thú vị mà tôi sẽ kể cho học trò của mình. Tơ lụa Việt Nam đã làm được như thế này đây. Rất sống động. Đây là lần thứ 3 nhà thiết kế Minh Hạnh mang các tác phẩm của mình đến Nga. Đất nước với nền văn hóa lớn đã mang đến cho bà những cảm hứng sáng tạo nghệ thuật mới. Và sự sáng tạo này đang được khán giả Nga đón nhận nồng nhiệt, khẳng định giá trị tơ lụa, giá trị văn hóa Việt Nam. Và bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc qua ứng dụng VTV Go của chúng tôi. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.